Đây ngồi. thông thoáng tán thư bí mật này thì bình thường quá. Ổn không nhỉ? Thông thoáng đi. Em sẽ spam pháo thủ. Đợi chút. Ca lên lê cứ kêu anh gà đi nha. Hello Nguyễn Phương Linh. Anh gà quá. Hello Hồng Huệ. Hello Wan Will. Chia sẻ vào cái kia nhá. Nhóm à? Ừ. Ok. Ca lên lên. Lulu này. Scanner. Scanner. Một là Scanner, hai là Lulu. Một trong hai. Mình sẽ chọn gì đây? 12 úp cấp. Chọn sớm thôi. Anh chơi pháo thủ? Không. Chơi thượng long. Chín thượng long ấp trứng đâu? Cứ đòi ấp trứng này. Cái này thì ai mới đóng lại được? Ai? Chiến lợi phẩm mà. À, lát thôi linh thì thường thôi. Không, lúc đấy lúc đầu. Nami. Con Nam Mu này không biết ổn không đây. Scanner tuy có tiền nhưng mà không có mua được. Chế lại phẩm. Ghê nhờ. Em phải đổi đấy. Mấy rồi. Kia có cái độc hành với cả cái gì ấy. Enjoy. Rồi linh thú ra xua đi. Cho đẹp. Không. Không thích. Anh đổi con khác đi. Hello Đình Hải. Hello Candy Trần. Đúng rồi, Candy Trần ơi. Này mình chơi thượng long. Hello Nguyễn Bình. Chơi phu rồng thần đi. Để coi. Lawi. 28 tiền. Con số hơi ấy một chút. Đã thua thì thua luôn nhá. 30 tiền đi. Bạn lợn 1 1 2 2 3 3 này. Không biết gặp không? Gặp luôn này. Bạn này là lợn hay là gì hả Bùi Huyền?
Lợn. Con này là không Hermione đấy. Hermione. Đây này. Ờ. Hermione bồ Harry Potter à? Ai bảo thế? Không 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 phải à? Của Ron mà. Sao không 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 sao không yêu Harry Potter nhỉ? Harry Potter yêu em của Ron mà. Không biết. Yêu Ginny đó. Lulu. Xem không ra một cái gì liên quan đến pháo thủ của nhờ. Đâu có ai chơi đâu. Cường thông thoáng đây. À nhét này vào đây. 10 người thì 8 người chơi lõi này rồi. Mera Coco. Immortal. Mới biết Immortal là gì? Không biết. Là gì? Bất tử. Chết điện lòng hộ. Mốt một con đi. À, ui, sao lại? Chết luôn ạ. Thua 5 trận liên tục rồi. Bị xuống đáy xã hội rồi. Immortal là bất tử. Mình giả vờ không biết thôi mà. Candy Trần ơi. Em Bùi Huyền có biết thật hay không nhé. Bùi Huyền tại đại học ngu quá. Năm con một sao. À ừ. Anh đừng chơi pháo thủ của em. Ai chơi. Trời ơi. Ê Vladimir. Không phải bán đi nhá. Chơi cái thông thoáng này mệt thật đấy. Có Nami nhưng mà không được bắt. Vậy thì mình sẽ chơi hai Nami vậy. Cách duy nhất để chúng ta giữ lại Namu. Vút rồng. Ôi, xuống thoại mạnh chưa? Hermione là mạnh này. Anh thắng rồi. Xuống thoại, nhưng xuống thoại mạnh lắm. Đâu xem xuống thoại. Thường thôi. Mạnh mà, em dùng đáy đã hội rồi. Oh. 30 tiền. Đổi lại này mình nhanh không cần đâu. Lấy tiền. Em có nên lấy vương miện ác hóa không nhỉ? Nhiều quá. Già thì đừng có mà lấy. Đấy. Nhưng bây giờ nhỡ đâu em nhờ thế mà thắng thì sao? Vương miện ác hóa à? Thì lấy đi. Lấy nhá. Ờ. Tiếp tiêu dùng trang bị. Tiêu dùng thông minh ngon thế. Tiếp đến trang bị. Không bị nó hòa cũng được. Sợ. Sợ chết à? Ừ. Sợ chết thì nắp đồ đi. Nắp gì đó? Nắp diệt. Vô cực không được à? Nắp gì cũng được. Nắp đồ là được. Ok.
Chị lại còn gặp ngay top 1 nữa. Chán. Ô, cho em ăn được. Hoặc là không. Hoặc là có. Ừ. Mẹ cũng là mạnh thế. Em ăn top 1 này. Tụ hình 7 người không ăn được nữa thôi. Cấp 7 rồi á. Lulu Scanner. Và 6 cấp rồi. Chịu đấm thêm một phát nữa thôi. Tôi không muốn chịu đấm nhiều nữa. Hay để dành tiền cấp 9 luôn đi nhở. Bực quá rồi. Anh giàu đấy. Quà chơi cho mà ông. Chết rồi, sức tốt gọi. Ra lấy đồ đi. Thế thế. Không lấy cái này, lấy cái này em AFK là thì em vào thì em chết. Ừ. Mạnh thế nhờ. Xong rồi. Cấp 8 thôi, Ken đi ơi. Không tụt, căng quá. Cookie đồ. Eo ơi, đồ xấu thế. Cho anh cookie ốc. Cookie đồ xấu không lấy được đâu. Lấy được. Không lấy được. Lấy được. Em đi lấy hàng đã. À. Hello hộp nha. Hey. Ba kinh nghiệm, vậy là sau mỗi round chúng ta được 5 kinh nghiệm. Rồi, xong rồi. Thua một phát xuống đáy xã hội luôn mà. Không lên nổ này 2 rồi. Scanner. Không có ấy rồi ta. Không có zone rồi. Đi rồi. Sao con này ghê thế? Anh được không? Chết gì? Chắc phải dành tiền cấp 9 quá. 72 13. Thôi cấp 9 thôi. Thank you.
năm pháp sư. Sáu mươi tiền, vậy là lấy cái này xong, đi chợ xong là mình cấp 9. Mong sẽ ra zone. Ok hộp ơi. Hộp rank mấy, rank bao nhiêu rồi? Rank gì rồi? Hello thắng darling. Hello Khiêm, hello Nguyễn Anh Tuấn. Hoa cóc. Bùi Huyền chắc chưa hoàn hồn. Hoàn hồn chưa? Rồi. Hoàn hồn rồi. Trái tục mạng. Trái tục. Xoay bài tự động, trời ơi. Em cũng có thì. Thế mình mới chơi full thượng long và xoay bài bây giờ lên được lên đồng luôn, lên đồng luôn. Phước lành. Thôi. Chiến lợi phẩm. Ơi eo ơi, lấy này đi. 44 tiền, ra sao là ngon này. Trái tim pháp sư, không có pháp sư cho zone cho nên là mình sẽ không lấy. Năm lễ hội rồi. Mẹ. Hết tiền luôn rồi. Mệt thế nhở. Nguyên tố lần này không biết hạ gục được tướng hay không. Anh chơi thượng long 10 trận thì đây lần đầu tiên ra được xoay bài tự động thắng rồi. Binh Boang. Hơi đen. Chưa có xô nào. Level 9 rồi mà chưa có nha. Bốn chấm ba cấp 9 rồi. Bạn lợn sao bạn lợn đi sớm nhở? Chắc lấy á. Làm cứ hóa. Sao không phải không phải. Có con số điện thoại đấy. Hơi nhầy. Ok hộp ơi, vào một được. Ok của em. Mình sẽ lấy này đi. Gậy Yasuo cũng được. Ê mất à, lấy Yasuo đi. Hết găng rồi. Thượng Long Skarner Nidalee.
Sol này rồi. Thay vào con này. Lilia, năm pháp sư. Mẹ em gặp anh á. Không anh thì sao? Ta đi. Ha. Bạn nói thật là lực cười. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 người. Đừng nhìn. Anh là đánh em là em đi đây. Chưa đi được. Đi chưa được. Em thắng, em thắng. Nghe chiến lợi phẩm kìa. Cay thế nhở. Giờ tìm con Nidalee. Nidalee Scanner có rồi, virus ở đây rồi. Zone 2. Kẻ con này vào cho nó ấy đi. Nhện 3 rồi. Cái gì đây? Bạn này tự dưng chơi cái gì không biết đâu. Vương miễn hạ quả này, trái tim bí ẩn. Mình có 3 bí ẩn. Lợi phẩm. Form 22 máu nhẹ. Thêm một Sojin à? Hay là quyền trượng? Quyền trượng. Quyền trượng Sojin và Sojin nữa thì có vẻ hơi nhiều đam. Hơi nhiều. Thôi cứ lấy đi. Nidalee này. Số 2. Không có. Nhòn này. May vãi có chiến lợi phẩm ạ. Swim này. Cắn khá ghê. Giờ tích lên tầm khoảng 200 tiền rồi mình roll. Con này cũng ngon, Asin. Giọng của Bùi Huyền nha Nhật ơi. Anh không có cam Hoàng Hiệp ơi. Cộng đồng vẽ bài như thần. Ôi trời. Quên check map.
nhưng không có quá nhiều đối thủ. Rồi solo. Tên mạnh cả biến. Cái bạn này tí tiện. Rồi xong rồi. Ai à? Các bạn vừa tốt. Bạn này nhìn đội hình bẩn bẩn ghê quá nhở. Bạn này này nhìn đội hình bẩn bẩn. Con Sol lợi hại phết ta. À chơi hai con rồng. Nhưng mà nó hơi bị dư. Nguyên trận này chắc đi ở luôn rồi. Không thoát được. Em gặp anh đấy, anh phải bỏ đi. Chịu bỏ. Chơi bắt người ta bỏ ra chứ. Phải không? Đấy. Bỏ này thì bỏ này. Có lẽ em ăn được ăn nhưng mà Lúc nãy là khác rồi. Hit the bomb. Yêu. Bomb. Đi. Thằng kia. Thằng này bạn vẫn ở lại kìa. Trái. Yên phận top 5 đi bạn. Không ăn 2 lần top 5 rồi. 2 lần top 5 rồi. Phong kiếm hơi sợ chút. Cho nên mình sẽ lấy phong kiếm. Sao? Qua lên xe A3 xong rồi vẫn thua. Đấy anh chưa kịp đổi đồ. Đấy là thua. Nhện này có vẻ hơi biến thái này. Cho nên mình sẽ hất tung thằng ấy đi. Này bắt con Sol của mình làm gì ta? Hơi khó hiểu. Mô tô gì mạnh nhở? Binh bòn. Sâu em mà cắn ghê quá vậy. Em bị thua thằng sâu em này à? Đúng. Nó quạt điêu vậy. Trời ơi. Một phát roll này. Thấy chưa? Anh em nhớ thấy mình vừa làm gì không? Cho anh em nhẹ một con Sol luôn. Cảm ơn Hữu Lộc. Boom. Giờ này mình không biết là lên con Sol 3 hay là lên con bạt 3 đây. Có lên được không? Lên được xong lên được. Quát em đúng không? Tặng cho bạn Huyền một câu, đừng bao giờ coi thường người khác. 23 máu. Bạn đã bắt một con Sol rồi, lên được Sol 3 cũng hơi khoai. 23%. Ship cho em một con rồng Adat với. Này.
này thì tự tìm thôi em ơi. Ô, có sao chép tướng. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Một phát thì chắc là chưa đi 2 ngày 23 máu được. Chấp một round đi anh em ơi. Máu. Thật sự nhiều khi muốn nhắn tin gửi cho em nhiều. Xin game Long thần giáng thế. Pom. 3 sao hay 1 2 sao vậy? 3 sao chưa ông? 3 sao ạ? Ừ. Anh em đang xem đừng quên để lại cho mình một like đăng ký kênh nha. Tao ăn xịn đây.